Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny. Thì trong 100 ngày tiếp theo này, chúng ta sẽ chơi Minecraft Van Helsing 3 chỉ với một mục tiêu duy nhất, đó là khám phá sức mạnh của những vì sao. Bởi vì bản mod mà bọn mình sắp chơi nó khá là phức tạp nên bọn mình tốn rất là nhiều thời gian vào để nghiên cứu cái bản mod này. Và trong 100 ngày tiếp theo đây sẽ có rất là ít cảnh đánh nhau và khám phá. Mong rằng anh em hãy thông cảm cho bọn mình. Thế thôi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nào. Nếu các bạn nhìn trên góc phải thì nó đang ghi là ngày 600 mấy rồi. Mình chỉ tính ngày khi mà mình quay mà thôi. Nên là chúng ta sẽ cùng bắt đầu từ ngày 201 nha. Ta phải truyền nó qua mấy cái rương khác rồi. Thì ngày này mình phát hiện ra có một thanh niên nào đó đã xây một cái khu cường hóa đồ. Trời ơi. Ai xây khu cường hóa đồ đây? Mê. Thông minh thiệt chứ. Đừng động thiệt chứ, bây giờ ảnh hưởng thiệt chứ. Mình cũng phải dành một khoảng thời gian nhỏ nhỏ để sửa lại cái khu cường hóa này, làm cho nó đẹp hơn và làm cho nó giúp chúng ta có thể cường hóa được những đồ dùng lên tới cấp độ 30. Cũng khá là đơn giản. Đột nhiên có ai đó tới gần mình. Ây. Cái khiên của em xịn. Đâu đỡ thôi coi, đỡ thôi coi. Anh có bàn tay lửa. Ô, phải ngồi xuống mới ăn hết được kinh nghiệm. Để chắc đây hôm bữa anh đứng rồi nè. Bữa đó anh đã cả xong, anh đã cả mấy tiếng xong quay lại anh thấy anh chết. Biết sao, zombie tấn công. Xong cái anh đi anh cắm đuốc nguyên dãy đây. Rồi anh lại cường hóa đồ, anh hãy lấy cái cung ở trong này bởi vì em lỡ tay ép cái cung nó. Từ ngày 203 đến ngày 204 mình bắt đầu dấn thân vào một cái bản mod mới. Bản mod này tên là Astral Sorcery. Thì bản mod này về cơ bản đến bây giờ mình vẫn không biết cái mục đích thực sự của nó là gì. Mình chỉ biết đây là một bản mod nhìn khá là hay ho thông qua việc khám phá những vì sao. Congratulate on your choice to pursue your undergraduate magical study with the Academy of the Astral. The tom hell in your hand had been specially prepared by the Academy's instructors. Từ ngày 203 đến ngày 204 thì mình bắt đầu chế tạo những cái món đồ cơ bản dành cho cái bản mod này. Ủa gì hả? Vậy không phải tiếng của tao rồi. Hết rồi. Luminous crafting table. Để là luminous crafting table, chúng ta cần starlight transmutation. Để làm được starlight transmutation thì chúng ta cần starlight crafting altar. Để làm được cái này thì chúng ta lại cần luminous crafting table. What bullshit is this? Yo. Sao chúng ta lại đi một vòng nhỉ? Kiểu chúng nó đi một vòng quái nào. Thì từ ngày 204 đến ngày 205 thì mình đã tìm ra được cách có thể chế tạo được cái bàn chế tạo riêng biệt dành cho bản mod Astral Sorcery. Thì nó khá là khó. Cái bản mod này yêu cầu các bạn phải hoạt động vào ban đêm để có thể lấy được nguồn năng lượng từ những vì sao. Anh Nhật đâu rồi? Đây. What it is? Mình chợt nhận ra là ở phía trên khối pha lê phải có một cái lỗ hướng thẳng lên trời thì mới có thể nhận được năng lượng và truyền cho bàn chế tạo. Bất biến rồi. Của anh chưa biến luôn. Em mở rộng cái này ra cho ánh sáng nó xuống anh biến. Bây giờ sao mình có thể hút nó đi được không? Oh, thank you very much. Hello mọi người. Exploration. Chúng ta cùng đọc tiếp cái này nào. Oh, bên cạnh cái tab kia có tab Exploration. Looking glass. Ok. I get you. Lên.
Từ ngày 206 đến ngày 235 thì mình dành hầu hết thời gian để có thể tìm kim cương. Nhưng mà khá là xui xẻo vì một lý do nào đó mà mình không thể tìm được thêm bất kỳ một viên kim cương nào. Nhưng mà mình tìm được một thứ khá là kỳ lạ ở trong hang. Ủa phải không vậy? Không phải luôn. Chắc của mình nhau không? Có cả đống vàng nhưng mà nó để theo thứ tự không có dính tí nào hết. Em nghĩ không, em không nghĩ ở đây là gì hả? Nếu vậy là của map á, nếu vậy chắc của map. Wow. Ấy. Tại sao ở nhà mình lại có creeper nhỉ? Em vừa mới cái teleport về nhà cái nó đứng luôn. Và đây là món đồ đầu tiên mà mình chế tạo được từ cái bàn chế tạo của những vì sao này. Ở đây mình đang cố gắng chế tạo một thứ gọi là ống nhòm dùng để ngắm những vì sao. Nhưng mà anh coi trên trời nó không có gì hết trơn. Ok, một miếng gỗ nè. Easy. Quá. Và mục đích của cái ống nhòm này là giúp chúng ta có thể định vị được những vì sao trên trời. Và thực sự đến bây giờ mình vẫn không biết mục đích định vị những vì sao để làm gì. Mấy bạn thông cảm cho mình, đây là một cái mod vô cùng mới mà mình vẫn chưa biết rằng mục tiêu và mục đích của nó cuối cùng là cái gì cả. Em vô cái constellation đó. Constellation bên phải đó, có cái tag constellation đó. Em nhấn vô mà. Đó, em nhớ mấy cái hình này nha, lát nữa sẽ có một cái hình. Sẽ có mấy cái ngôi sao mà kiểu gần cái tầm nhìn nhất á. Cái ngôi sao mà hiện bự gần tầm nhìn nhất á. Mấy anh đã thấy là rất là nhiều đêm rồi mà mình chưa ngủ lại. Nên là có rất là nhiều phantom bay vòng vòng trên trời, cố gắng tấn công mình. Nè cho anh nhìn thấy xong nó hiện nè, cho anh nhìn một hình anh nè. Từ ngày 236 đến ngày 238 thì mình quyết định là sẽ sang nhà anh Nhật. Bởi vì ở đó có một cái khu đất rộng hơn để mình có thể dễ dàng ngắm sao hơn. Là có nào tới cái bàn kế hoạch đó. Bây giờ tháp ngắm sao. Thằng nào nói I'll take care of it vậy? Có thằng nói I'll take care of it. Em nghe cái câu đó ở trong phim nào rồi hay sao? Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào công cuộc ngắm sao và định vị những vì sao trên trời. Mình tốn khá là nhiều thời gian để có thể làm quen được với bản mod này và tìm cách để có thể vẽ được đúng những cái vì sao mà mình tìm được ở trong sách. Như các bạn đã thấy thì những vì sao mà chúng ta có thể vẽ được nó sẽ khá là nổi trội so với những vì sao còn lại. Và mình tốn khá thời gian với lại cái việc định vị sao này bởi vì mình không thể nào nhớ nổi những vì sao đó được vẽ như thế nào trong sách. Hãy vẽ một số luôn nha. Mình cứ liên tục sai, nhưng mà sau một vài lần thử thì cuối cùng cũng đã đúng. Ồ, em ra rồi. Em nói đại. Nè nó hiện lên trời á, trên này. Hiện trời. Đẹp hơn. Đẹp thiệt. Tiếc là ông Bu không thấy này. Em ở sau. Em đâu á? Sau. Sao? What the sao? West sao? Sao West? Tiếp theo đó, mình và anh Nhật cùng nhau cầm cái cây gậy mà bọn mình đã chế tạo hồi đầu game để có thể định vị được một cái loại quặng pha lê được sử dụng rất nhiều để chế tạo ở trong bản mod này. Đi chỗ khác cũng được mà. Anh nghĩ là vậy. Đi. Anh đây. Qua đây. Đúng rồi. Cái ngò này không phải, cái này mình phải đào xuống nữa rồi cái cúp của em luôn. Xuống hầm thì anh thì không rõ nữa. Tới kịp. Ok, thì xung quanh một cách. Này, dưới chân này. Áo. Đâu? Con gì đánh vậy? Anh lụm rồi. Quá? Anh mới lụm. Ủa, vậy còn cái nào nữa không? Vật tiếp theo mà bọn mình cần chế tạo đó là một cái thau dùng để hứng ánh sáng mà những vì sao ban xuống cho chúng ta. Sao trời mưa cái chúng nó không có hấp thụ được.
em biến tới cái mặt trăng á, anh có một cái chỗ à. Bộ quân hồn okay. Một giây rồi. Rune Marble Acramai. Để cái Rune Marble này làm sao? Ủa anh thấy đóng nữa này cho mình. Cái đóng gì? Sắc à? Ok. Thì tí hồi đi. Mình sẽ cần một thứ gì đó để chứa được dung dịch Buron ơi. Chúng đâu, ta có cần một cái có thể chứa được dung dịch. Mày xài cái thang đi. Thang. Đấy. Mechanism. Làm. Mẹ làm. Not for me. But for you. Ôi trời tối rồi. Tối. Mà trời mưa. Ủa gậy đánh chó ở đây, gậy đánh chó đây. Phăng. Phăng. Đã chưa được. Trời đang mưa mà nó cũng cá rách. Ủa này lấy gì vậy? Ở cái bình chứa nước. Chứa nước. Chứa dung dịch. Để em làm anh cái. Và bọn mình đã chế tạo thành công được cái giếng hương ánh sáng. Ủa what the fuck. Cái gì? Cái gì anh biết? À cái đó hả? Cái well á. Ủa sao lại thiếu crystal? À, mình lại bỏ những cái luôn. Rồi, rồi, rồi bỏ nó ở trong chống ừ rồi bỏ nó ở phía trước đi hay là bên cạnh cái thang cũng được. Rồi anh thảy, anh có thể thảy cục aquamai, nhưng mà cục aquamai nếu mà thảy thì sẽ hơi tốn, anh có thể thảy cục crystal vô để nếu mà anh dư sau này mình có thể đi kiếm lại cũng được. Thì aquamai nó sẽ rất là dễ bể nếu mà hứng mấy ánh sáng này hay là ủa gì vậy? Flare. Ủa anh... cái đó là cái gì vậy? Ủa cái đó cái gì anh Nhật? Du. Cái gì vậy? What is this? Thấy gì chưa? Ủa bắt được không? Nó chỉ có một máu rồi, không biết. Bắn thôi hả? Bắn được bắn không? Bắn có bom. Em có cung nhưng mà không có mũi tên anh. Hey. Ủa nó biến mất rồi. Biến mất rồi. Biến tiêu rồi. Không đầy nữa không ta? Thử lấy cái xô múc coi. Ây chà. Ôi nhìn đẹp lắm. Kiểu hư múc đây xong đổi vô. Thấy chưa. Ngày 139 thì mình cùng anh Nhật tới cái khu vực có ngôi đền chứa pha lê gần đó. Mà mình nghĩ có thể sau này bọn mình sẽ cần quay lại đây. Nên là đã đặt một cái mốc để có thể dịch chuyển. Ủa sao phải nhảy lên đó vậy? Anh cứ làm bốn cái đường bốn bên. Dạ. Đến ngày 240 thì mình bắt đầu chế tạo một vật dụng khác của bản mod này. Và vật dụng này tên là Forsic Resonator. Anh ngồi trong đó anh được Night Vision á. Dạ. Tắm chưa? Tắm dùng nước một chai. Chết anh, chết anh. Anh sẽ được soi sáng. Không. Không, chỉ có thằng ngủ nguyên vô. Lút. Nè, anh hút đi. Từ. Anh phải làm full hòm đồ đã. Anh làm full hòm đồ đi rồi anh để một gỗ kia thôi. Ủa nó anh lấy hết rồi hả? Ok. Easy vậy. Lát nữa anh xem. Nó cho phép chúng ta có thể thấy được những khu vực mà ánh sáng từ những vì sao tập trung nhiều nhất để có thể đặt bàn chế tạo gần đó. Bởi vì chúng ta sẽ cần rất là nhiều năng lượng ánh sáng để chế tạo được những thứ xịn sò hơn về sau này. Uầy. Có vẻ như là thằng Nocturne vừa anti. Nó là khu vực tập trung nhiều ánh sáng nhất để mình có thể đặt cái bàn craft ở đó đó. Ồ vậy hả? Âm khí nhất. Ừ âm khí. Đến ngày 241 thì mình và anh Nhật phát hiện ra một sáng. Điều là khi đổ nước vào trong cái dung dịch trên sẽ tạo ra băng. Có infinite không phải, block này đập không được hả? Packet eye nè. Cái thì dùng cái từ. Ồ, mất tiêu rồi. Để dùng cái cưa coi cưa được cái băng đó không thì mình sẽ có mẹ nguồn băng vô tận để mình xài. Từ ngày 242 đến ngày 299, mình phát hiện ra một khu vực chứa một cái vòng cực quang. Mình không biết nó có ý nghĩa gì hay không hay chỉ đơn giản cho đẹp.
Và mục tiêu mình đi ra ngoài khám phá, đầu tiên là tìm những tờ giấy chứa bản ghi chép những vì sao để có thể khám phá được nhiều vì sao hơn. Và thứ hai là tìm những con boss có trong bản mod Mousy Mod mà trước đây mình đã review rồi. Nhưng khá xui xẻo là mình không tìm thấy bất kỳ một con boss nào có trong bản mod Mousy cả. Nhưng mà mình vẫn tìm thấy được một số bản ghi chép của những vì sao nên mình đã có thể vẽ ra được thêm nhiều vì sao mới. Đồng thời trong những ngày này, mình cũng đã tìm đủ nguyên liệu để có thể nâng cấp được cái rương ở trong khu vực farm kinh nghiệm. Đấy, Bu bệnh viện rồi đấy. Và đến ngày cuối cùng, sau khi tìm được thêm một số vì sao mới, thì mình bắt đầu công cuộc sửa chữa lại khu vực farm kinh nghiệm, bởi vì mình phát hiện ra một số kinh nghiệm bị kẹt ở dưới cái máy truyền. Và với một số cái đèn được treo ở bên trong cái khu vực farm kinh nghiệm này thì những con Blaze sẽ không thể nào spawn được với số lượng tối đa. Và đó là 100 ngày tiếp theo của series 100 ngày sinh tồn trong Minecraft Van Helsia 3. Anh em nghĩ sao về 100 ngày tiếp theo này? Mình biết là trong video này không có quá nhiều cảnh đánh nhau hay là những trận đánh boss hoành tráng, bởi vì bọn mình tốn quá là nhiều thời gian vào cái bản mod Astro Sorcery. Mong là anh em sẽ thông cảm cho bọn mình. Anh em muốn có gì xuất hiện vào những video sau, hãy để lại dưới phần bình luận nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra xem video của mình. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành và nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài đường nha. Bye bye. Oh, man, but like...